Đảng ủy quân sự quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự quận Cẩm Lệ đã triển khai toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đơn vị cùng với các lực lượng trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19, duy trì nghiêm túc, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Năm 2021, Đảng ủy quân sự quận xác định nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.